Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, tối ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 2016-2018. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Thế Kỳ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo giải thưởng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thế Kỳ khẳng định bằng tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bằng tâm huyết, sự sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi, các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà tuyên truyền, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ xuất bản đã làm nên thành công của giải thưởng, góp phần thực hiện một cách thiết thực, sinh động chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò của tư tưởng, văn hóa, đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban tổ chức đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm tham dự giải đến từ đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo, các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, bám sát chủ đề, thể hiện sự kính trọng, tình cảm của nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm phản ánh gương tập thể và cá nhân tiêu biểu với những việc làm thiết thực, là tấm gương sáng trong việc thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua thời gian chấm giải nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Trung khảo đã chọn ra 164 tác phẩm, công trình, ấn phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 34 giải B, 67 giải C và 55 giải khuyến khích. Nhóm tác giả Phạm Văn Huấn, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tấn Tuân của báo Quân đội Nhân dân đoạt giải B với loạt 5 bài Sức sống của Đảng nhìn từ thực tiễn cơ sở. Ban tổ chức cũng trao giải đồng hạng cho 19 tập thể và 11 cá nhân. Báo Quân đội Nhân dân vinh dự là một trong 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động giai đoạn 2 của cuộc thi. Từ kết quả của cuộc thi đợt 1, tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, ban chỉ đạo, ban tổ chức giải thưởng, các ban, bộ ngành, đoàn thể địa phương, các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ và những người tham gia giải thưởng sẽ đúc rút bài học, khẳng định ưu điểm, kết quả, khắc phục những mặt hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo với trách nhiệm, quyết tâm và tài năng cao nhất, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị nội dung, tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc, mới mẻ, hấp dẫn và có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa.